Chào các bạn, mình tên là Vinh, là chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm du học mới ở Mỹ, đó chính là trường Concordia. Thì trường là một trường tổng hợp công giáo dân lập chào đón tất cả các sinh viên với tất cả tôn giáo khác nhau. Thì trường Concordia tọa lạc tại Portland, bang Oregon. Đây là một thành phố náo động, náo nhiệt với những công viên xinh đẹp, hệ thống đi lại tuyệt vời và một tinh thần và tay thân thiện. Về việc tuyển chọn của trường thì trường tuyển sinh là 1.900 sinh viên đang theo học. Trường Concordia mang lại cho sinh viên một môi trường an ninh, giáo dục và được hỗ trợ. Từ năm 1905 thì trường Concordia đã cam kết xuất sắc trong giáo dục. Các lớp nhỏ sinh viên có nhiều cơ hội tương tác với giáo sư cả trong và ngoài lớp học. Các sinh viên quốc tế là một phần quan trọng trong học thuật và cuộc sống sinh viên trong trường với khuôn viên an ninh, sạch sẽ luôn được chào đón. Concordia làm cho sinh viên kết bạn và tham gia các hoạt động trong khuôn viên của trường một cách dễ dàng. Concordia University đang lớn mạnh và đang trong giai đoạn phát triển sôi động nhất. Một học viện mới, một thư viện mới, hiện đại và một khu ký túc xá mới. Những phát triển sôi động này cùng với những chương trình đào tạo mới như là khoa học, thể dục, thể thao và tiếp thị chỉ là một trong những lý do tại sao mà sinh viên đạt kỷ lục. Concordia University là một nơi tuyệt vời để học tập, phục vụ và chuyển tiếp. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về học bổng dành cho học viên IELTS. Học viên hoàn tất cấp độ IELTS 1, 1, 2 đều có đủ điều kiện để có cơ hội giành học bổng. Về thông tin sơ lược của trường, trường nằm ở đô thị, số lượng tuyển sinh là 2.500 sinh viên và lịch năm học là theo học kỳ. Hạn chót nộp hồ sơ là mùa thu ngày 1 tháng 7 và mùa xuân là ngày 1 tháng 11. Về học phí và tiền nhà ở, đây là một trường tư. Ở bậc đại học, bậc phải đóng là 24.900 đô la trong một năm học. Ở bậc sau đại học là 7.450 đô la trong một năm. Về tiền nhà ở là 7.450 đô la trong một năm. Và mình sẽ giới thiệu sơ lược về các chương trình ở bậc đại học tiêu biểu, đó là kinh doanh, sinh học, tiếp thị, tâm lý học, giáo dục. Và các chương trình sau đại học tiêu biểu đó là quản trị kinh doanh, thạc sĩ về giáo dục, giảng dạy tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, lãnh đạo giáo dục. Thì để hiểu rõ hơn về trường, cách làm hồ sơ hay xin visa, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, số điện thoại là 0838484879, hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website tandaiduong.edu.vn để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề bạn cần tìm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.